Và nếu như mà anh chị mà nói đến cái độ bền bỉ, tiết kiệm, nồi đồng quậy đá thì từng người ta sẽ nghĩ ngay đến Toyota. Và hôm nay tôi sẽ quay cho anh chị xem một chiếc Toyota Vios đời 2020 bản E số tự động, trang bị động cơ là 1.5 lít hộp số CVT vô cấp. Thì đi nó mượt mà, nó êm ái, nó tiết kiệm lắm. Đó, nếu mà nói cái độ bền bỉ, tiết kiệm thì đây. Tôi sẽ quay cho anh chị xem luôn cái mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Vios đời 2020 này. 4,7 lít trên 100 km đường ngoài đô thị, có nghĩa là đường trường nha anh chị. Đó, đường ngoài, đường cao tốc đó, đi không có đường kẹt xe nha. Đó. Và 7,53 lít là đường trong đô thị, là những con cung đường như là đông đô thị, như là quận nhất thành phố Hồ Chí Minh ví dụ vậy, đường đông ha, kẹt xe rồi đó. Chỉ có 7,53 lít và 5,74 lít là đường kết hợp. Đó. Trong cái bối cảnh hiện nay là 32.000 cho 1 lít xăng thì đây, Toyota Vios tiết kiệm, bền bỉ, cũng như là những cái chi phí bảo dưỡng cũng là phụ tùng thay thế cũng rẻ, cũng dễ tìm trên thị trường luôn. Đó, Toyota Vios mang nước sơn màu trắng, đi được 47.000 km nha. Chiếc xe này là không có chạy dịch vụ. Đó, vẫn là đăng ký là sổ đăng kiểm, không có đăng ký kinh doanh. Rồi, đây là chóa đèn nè. Đó, chóa đèn còn mới tinh luôn, có nghĩa là còn sáng và mới lắm. Nếu mà xe mà đi nhiều á, nhìn là biết ngay đây, nó bị ố, nó bị xuống màu, nhìn nó rất là xấu. Và biển số của mình hiện tại là 64 Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long thì nếu mà anh chị nào ở Vĩnh Long sẽ giữ im biển số này luôn, chỉ cần sang tên 2% thế trước bạ thôi. Và nếu mà khác tỉnh thì bên em sẽ bao rút hồ sơ nha. Đó, chi phí là bao rút hồ sơ cho anh chị luôn. Rồi, Toyota Vios mẫu mới 2020 nè. Một chiếc xe đi 47.000 cây, nước sơn anh chị thấy không, còn sáng và mới lắm, không có bị ố vàng. Đó, khe hở vẫn còn liền lạc, cũng như là cái chỗ nè, cản này chưa sơn lại luôn anh chị thấy không, cái mép mí cản nè. Đó, còn zin theo xe luôn, bền bỉ, tiết kiệm, nồi đồng quấy đá thì đây, Toyota Vios 2020. Đó, tới tháng 9 2022 đăng kiểm thôi. Rồi, mâm thì mâm nguyên bản của mâm này là màu bạc nha, nhưng bây giờ anh chủ người ta thích, người ta sơn lại cái màu đen. 4 vỏ zin theo xe luôn, đát tầng thứ 45 2019 nè. Đó, 4 vỏ zin theo xe còn dày lắm. Phanh trước, phanh sau là phanh đĩa luôn, có ABS, có cân bằng điện tử. Ha. Có phân bổ được phanh đầy đủ hết. Ngoài ra trang bị 3 túi khí an toàn. Đó, trên gương hậu vẫn có tích hợp đèn xi nhan báo rẽ đây. Đó, Toyota Vios thì thiết kế như nữa đơn giản nhưng mà lành, nó bền bỉ lắm. À, cho anh chị xem cái lường nè. Ở cái lường xe nè chị không, những cái đường gân nè, chạy dọc theo phía sau còn đều đặn luôn. Có nghĩa là xe này chưa sơn lại, chưa sơn lường. Rồi, ốp inox chống chày luôn nè anh chị không. Đó, có cảnh báo chống trộm luôn. Xe mình đang khóa cửa mà ai lỡ mở cửa cái nó hú, cái còi nó hú rất lớn, cảnh báo chống trộm là vậy. Nè, những cái dấu đinh tán nhà sản xuất nè anh chị không, còn liền lạc lắm. Nè, keo chỉ còn thẳng tắp. Đó, đẹp lắm. Rồi, những con ốc này chưa cho tháo mở luôn. Khi mà có tai nạn, có va đập thì cái cửa này chắc chắn sẽ tháo ra để làm lại nha. Đó, cho nên tại sao dựa vào cái keo chỉ để mà đánh giá chiếc xe có làm lại hay chưa. Bởi vì keo chỉ rất là khó làm giống như nguyên bản. Đó, bởi vì sơn nhúng với một cái gọi là sơn nhúng rồi tĩnh điện gì đó, cho nên cái keo chỉ nó có một cái độ cứng vừa phải, không có mềm quá. Ví dụ mà thợ bên ngoài làm á, là nó mềm nhũng giống như là silicon, rất là mềm, bóp nghe ọp ẹp ọp ẹp. Còn mà người ta chạy bằng cách là đắp matit thì nó rất là cứng, cứng luôn, cứng ngắt luôn, nó cứng như đá vậy đó. Còn này là có một cái bộ độ mềm vừa phải thôi đó, cũng không mềm quá, cũng không cứng quá đó, cơ bản là như vậy thôi. Thì anh em thợ kỹ thuật xem là biết ngay. Rồi, xe nè, đây là ốp da nha anh chị, này ốp da luôn. Ốp da luôn đó, cho anh chị xem nè. Cái nội thất bên trong vẫn là ghế da màu sáng, màu be, màu nói chung này giống như màu be, màu da vậy đó. Rồi đó, những cái đường chỉ nè anh chị không, còn mới tinh luôn. Có lỗ thông gió nè, lỗ thông gió rất là đẹp. Đây, xe được bọc trần hết rồi. Đó, bọc trần da hết rồi. Ở hàng ghế sau nè anh chị thấy không, còn sáng trưng và mới tinh luôn, có bệ thì tai đầy đủ. Đó, cái tự sự tiện dụng và cái tự tiện nghi của nó. Cổ số nè, hộp số tự động CVT vô cấp nè. Hệ thống điều hòa của xe này nói chung làm lạnh rất là sâu luôn. Đó, mới nổ máy một xíu thôi mà nó lạnh nè. K
cái bốc hơi luôn lạnh là à, chị thấy không? Có nghĩa là cái độ lạnh làm lạnh rất là nhanh. Rồi xe này bên em đang chào bán cho chị là 496 triệu. Đó, 496 triệu vẫn còn thương lượng, cũng như là giá cả vẫn còn thương lượng, bớt lọc cho anh chị nào mà thiện chí đến xem xe trực tiếp tại Showroom Auto Xuyên Việt bên em ha. Đó, lạnh rất là nhanh luôn, bị ấm mà. Đó, làm lạnh có xíu thôi mà bị bốc hơi liền không. Này là túi khí phía trước nè anh chị, trang bị 3 túi khí thôi. Rồi, cho anh chị xem cái cửa sau nè. Ở kèo chỉ thôi nè. Thấy không, cái độ mới của nó. Em sẽ quay cái độ mới và độ tiện nghi, cái sự rộng rãi của nó. Xe này anh chị mà mua về mà kết hợp đi gia đình hay là chạy dịch vụ, chạy Grab, bền bỉ, tiết kiệm luôn. Nồi đồng coi đá nữa. Đó, thích nhất là cái nội thất mà kiểu màu be như thế này, giúp cho chiếc xe mà nó sáng và nhìn có cái gì đó nó sạch sẽ ha, nhìn nó sang trọng. Mâm vẫn là sơn màu đen nè, nước sơn nè cho anh chị xem nè, những cái khe hở nè còn liền lạc lắm. Toyota Vios đó, cảm biến va chạm nè anh chị, đây cảm biến va chạm phía sau ha, có hai cảm biến va chạm luôn bằng e nha. Đó, đây là Showroom Auto Xuyên Việt nè, cái tem của Auto Xuyên Việt. Đó, Toyota nè, logo của nó nè, cái cảm biến va chạm nè, cam gia đây, chữ Vios thần thoại luôn. Đó, Toyota Vios tiết kiệm. Đây, mở cốp sau nha. Đó, mở cốp sau đây. Wow. Rồi, tôi sẽ quay cốp sau cho anh chị xem. Dạ rồi đây, đó, đây là cốp sau nè, cho anh chị xem nè. Đó, nắp cốp nè, keo chỉ nè anh chị không? Bên em kiểm tra đầu vào kỹ hết rồi. Đó, những dấu đinh tán của nhà sản xuất ở đây. Xe đẹp, xe chất lượng mới mua vào nha. Bởi vì bên em bán ra luôn có cam kết, có đảm bảo, có hỗ trợ chết hãng luôn. Nếu mà anh chị nào mà chưa tin tưởng cứ đưa vào hãng chết thoải mái. Đó, két bâm đụng gì đó. Đó, mặc dù là đây một chiếc xe phân khúc hạng B nhưng mà rộng rãi lắm chị. Đó, cái độ rộng rãi của nó nè. Đó, khung xương giá đỡ nè anh chị thấy không? Xe bên em là đảm bảo hết. Đó, đây, chủ người ta kỹ mà mua thêm cái tấm cao su này, lót thêm nè, nó sợ chống chạy cái tấm thảm ở dưới này, kỹ dễ sợ luôn. Nè, 3-4 lớp luôn ha. Bánh sơ cua nè, đây là bánh màu cái nước sơn nguyên bản của cái bánh xe này. Đó, nhưng bên ngoài 4 bánh bên ngoài còn lại là sơn lại màu đen ha. Nếu anh chị mà không thích thì mình sơn lại màu nguyên zin của nó. Rộng rãi lắm. Đây, cho anh chị xem nè. Đó, nội thất bên trong nè, độ mới của nó nè, rất là mới luôn. Sáng trưng à. Đó, bọc trần da đồ mới chịu ha. Đó, những cái ốc ngàm cửa nè còn sáng và mới lắm, không có bị hao mòn gì hết. Đóng ga vô nhiều là sẽ bị mòn, nhưng mà đối với xe này vẫn còn chất lượng lắm. 47.000 cây số. Đó, 47.000 cây số nha, ốc này. Đây, đẹp cực kỳ luôn. Đây đồng hồ là bịch nè anh chị, 47.081 cây số nha. À, một chiếc xe mà Toyota Vios 47.000 thì nó bình thường lắm, bảo dưỡng thay lọc thay nhớt đều đặn đầy đủ hàng tháng, từng kỳ thời kỳ bảo dưỡng thì ok, bền bỉ cực kỳ. Màn hình có cam gia nha anh chị, đó, cam gia kết nối Bluetooth luôn, hơi bị chói quá, nó hơi bị mờ nha anh chị, anh chị thông cảm. Thật sự thì bên ngoài nhìn thấy nó rõ lắm. Hệ thống điều hòa nè, 3 nút vặn thôi, này điều khiển nhiệt độ máy lạnh, đeo tốc độ gió, đây là điều khiển những cái vùng gió để mà đưa ra ha. Điều khiển vùng gió đây, chủ yếu về chất xe thôi chứ xe này bên em đã đảm bảo cam kết cho anh chị rồi, anh chị yên tâm.
Và bây giờ thì em cho anh chị xem lại cái nội thất một lần nữa nha. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ quay cái khoang động cơ. Giờ quay cái khoang máy cho anh chị xem còn mới và đẹp như thế nào nha. Động cơ đang hoạt động ngay từ đầu tới giờ luôn anh chị. Dạ rồi, tiếp theo sẽ quay cái động cơ 1.5 lít của Toyota Vios 2020. Đó, cho anh chị xem cái độ mới của nó nè. Anh chị thấy không, cái nắp nè, còn mới tinh luôn nha. Đó, đi đâu ngày mà cái độ nóng của nó là làm cho cái này mờ đi, nhưng cái này vẫn còn mới luôn. Đó, này đơn giản lắm, tháo ra cái xong rồi. Đây là chống tỏ nhiệt thôi. Đó, tỏ nhiệt lên nắp này nè, những cái tấm chống cách nhiệt ở đây. Đó. Rồi, cho anh chị xem cái động cơ nè, cái độ mới đó nè. Đây là những cái bô bin đánh lửa nè. Đó. Cái này là chống cách nhiệt của cái ống xả. Đó, đây là cái keo nè, cái keo của nhà sản xuất nha, chạy bằng robot đó. Đó, chạy vòng ở đây. Đến đây là cái điểm kết thúc. Đó, kết thúc sẽ dư ra một xíu. Ốc chân máy nè, đó, xe mà động cơ hộp số là động đại tu làm lại đó. Hạ xuống thì sẽ tháo cái chân máy ra trước. Đó, tháo ra để hạ xuống, nhưng mà đối với xe này là ok hết nha anh chị. Anh chị mà biết về kỹ thuật thì xem là biết ngay thôi, em quay quá chi tiết luôn. Đó nè, cái độ mới nè, ống nước của nó nè. Đó, ống nước nè, chưa dấu tháo mở ra nè. Đây, khung xương nè, đặc biệt là khung xương xe này. Đây anh chị thấy không? Đó, cái ụ nè, chỗ cái thuộc trước nè. Đó, quay chi tiết cho anh chị xem luôn, một chiếc xe chất lượng nha. Xe cũ thì đừng có bàn về giá.